chị để em hỏi chị coi, nó chim sao rồi thấy là nó được tới 100 mấy chục triệu luôn hả? Tao nói trời mà tao có biết ở đâu, không có biết đâu 100 mấy chục triệu. Thưa ông, thì đây là tụi cháu cũng có nghe trên mạng là đây là một sự kiện này cũng lớn nha, nhưng mà thông quyết mới hỏi Úc là cái vụ mà chim sâu là bị 130 triệu đó là sao Úc, nhờ Úc kể là coi là sao là 130 triệu. Chú không có nghe, có cái nghe đồn không? Cái đồn cũng như là có đồn cái về chứ không có nghe nói chính xác là 130 triệu. Nói cũng như chim sâu nó ở đây á, là nội mấy chú hồi tớp quay không là cho không là 100 mấy chục triệu, nói mấy chục triệu thôi chứ không có nói là 130 triệu. Tôi nói ủa ở đâu mà tôi không có thấy 100 mấy chục triệu, tôi thấy như mấy chú là quay ví dụ cho nó 100-200 ngàn. Còn ví dụ Mạnh Thường Quân ở xa ví dụ tôi thấy nó thương tôi gửi cho 500 vậy thôi chứ ở đâu mà tới 100 mấy chục triệu, mà tiền đó là tôi cũng không có biết tới. Là cái đó là cái tin đồn hay sao? Tin đồn thôi chứ không có thấy tiền thấy bạc gì đâu. Dạ vậy tại vì tụi con cũng thấy được cái tin đồn đó đó. Nên tụi con cần như Út xác nhận lại như thế nào. Tại vì mỗi lần tụi con quay thì nói chung là đưa tiền cho chị Kim sau thì một lần cũng không có nhiều. Với lại thì cũng thấy khi Út mình nhận quà, những cái phần quà này nói chung là chỉ là những giặt trên hình thức gì đó, nó không phải là tiền. Dạ cũng như là cho đồ, thí dụ cô muốn mua cái gì thì cô cần ấy thì cô gửi tiền về cho mình đi mua đó, còn không ấy thì mượn chú thì tức đi mua mình chú. Thí dụ cô nằm bên kênh nào vậy đó. Tất cả trở lại thì cô biết vậy thôi chứ còn cái vấn đề tiền bạc của chim sâu thì cô không hiểu, cô không có biết được. Ví dụ cái nào của cô mấy cô hay là mấy cô Mạnh Thường Quân gửi nhiều chỗ thì ông biết cái đó thôi. Cũng như tất cả đều là nội thất trong nhà đây nè ha. Ok. Dạ. Đó. Đừng tắt nghe chưa? Đi ra ngoài kia rồi, đi ra ngoài ngoại rồi, đi đi. Đi đi. Ra đây nè. Để học bạn chơi rồi. Mày muốn về nhà ông nội mày. Cái nhà này chỉ có ông nội là điện tới đứa con. Trời đó, ẩm vô lũ tục. Là sự việc đó là chỉ nghe tin đồn là 100 mấy chục triệu thôi chứ cũng không có đính chính thật là bao nhiêu không? Nói 100 mấy chục triệu. Nói vậy đó, nói nội cái nhà này ấy nghe là mấy chú phải tấp quay qua là nội là cứu chim sâu không là 100 mấy chục triệu rồi đó. Nói trời Phật ơi, mà nói chính xác là không có nghe tin đồn gì chứ, chỉ là nghe nhỏ em mình nó có chồng ở đâu dưới á, ở gần chim sâu này nè, rồi nói bà con gì với chim sâu nói vậy đó. Chứ rồi nó mới lên đây nó hỏi chị, để em hỏi chị coi, nói chim sâu này thấy là nó được tới 100 mấy chục triệu luôn á. Tao nói trời Phật ơi, tao có biết ở đâu, không có biết đâu là 100 mấy chục triệu. Chị biết là như cái đồ ở trong nhà giật giụa nha, và cái này cho chị là chị biết là cái số tiền này thôi vậy chứ chị đâu có biết hiểu mà cái tiền gì của chim sâu mà 100 mấy chục triệu. Cái chú hơi tức là thấy quay cho nó 150 ngàn vậy thôi chứ có nhiều ở đâu mà tới 100 mấy chục triệu dữ hả? Bởi vậy mới nói bây giờ nó có cái sự hiểu lầm lúc đó thì bởi vậy nghĩ Út của chị này là cũng như là ăn của chim sâu, lấy của chim sâu là 100 mấy chục triệu. Cái đó là Út đâu có hiểu, Út không có biết thiệt, không có biết, không có nghe, chỉ là nghe nhỏ em nó lên nó nói gì thôi. Chứ còn cái vấn đề tiền bạc đó là Út không có biết. Cái này là tao đồn mày thôi á. Đồn tao lao không, đồn không biết thì thôi đừng nói. Đồn cái này chắc bữa Út tàn hình luôn. Thì theo những cái anh em chị em YouTube ở trong đây á, thì mình trước mắt mình đã thấy á, thì tất cả đều là nội thất thì nhiều, cái tiền cho thì cũng không có bao nhiêu phải không Út? Thì thí dụ như vật dụng trong nhà là nội thất rồi, cũng như là cái bàn bộ bàn ghế salon nè, hoặc tủ thờ là tivi hoặc là phi bộ lư rồi bộ màn vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì tiền thì chắc cũng thấy không có nhiều không Út? Đâu có tiền có gì đâu, ví dụ giờ cho Út ví dụ cái này 7 triệu. Thì cô gửi về như dư vài trăm ngàn. Thì cô xài mình xài, cô cũng nói cho mình xài. Rồi còn ví dụ cái tủ thờ dư cũng 1-2 triệu bạc thì cô cũng biểu để như là để đó đựng mình mua, cô muốn mua gì thì đi mua cho cô vậy đó. Đó cũng như
cô bị mua cái này thì đi mua cái này cho cô, mua cái nọ thì đi mua cái nọ cho cô, chứ không có mà dư nó nhiều là 1-20 triệu hay là 1-50 triệu gì không có đó. Chứ đâu có dư tiền dư bạc gì đâu, chỉ là người dư cái nhiều cô muốn mua cái gì thì cô gửi tiền về cô tính, bởi vì cô kêu lại quay chỗ đó coi tính có bao nhiêu tiền. Còn cô biết cô gửi về chứ để gì đi đủ. Đủ như ví dụ mà có thiếu rồi cô không có tiền rồi, ốc không có tiền ốc đắt, cô sợ vậy thôi. Ví dụ dư 1-2 triệu bạc thì cô cũng để ra cho mình xài chứ cô cũng đâu có nói gì đâu. Vậy thì tất cả đều là những cái nội thất trong nhà Út là do một cái ý của Mạnh Thường Quân là kêu đi mua, mua cái gì Út mua nấy thôi chứ mà không có đầu hỏi đúng không Út? Dạ không, không. Ví dụ cô thì cô mua thì cô muốn cái cho đẹp. Cho đẹp cái thứ lộ mất tiền cô mới chịu, mà có cái lộ rẻ tiền thì cô không có chịu. Dạ. Cái gì đó. Như sáng này đi coi cái tủ, tủ 5 triệu rưỡi cô cũng chịu, người ta có tủ 8 triệu thì cô cũng chịu, cô được biểu lấy cái 8 triệu chứ đừng lấy cái 5 triệu rưỡi. Có tiền của Út hay là tiền của Mạnh Thường Quân hả cô? Cái đó là của Mạnh Thường Quân cho Út, Út mới sắm chứ, đâu có tiền. Cái ý của tiền đó là Mạnh Thường Quân kêu mua cái tốt. Dạ, dạ. Mua cái tốt cho coi cho Út á. Chứ không phải mà tự ý Út kêu mua cái tốt ha. Ý Út thì cũng muốn cho như Mạnh Thường Quân thương Út thì cho, thì Út muốn cái nào rẻ rẻ thôi, chứ để mình làm phiền mất tiền hay là hoặc này kia tốn tiền bên Mạnh Thường Quân cũng tội nghiệp người ta. Người ta thương mình thì người ta cho cái nào yêu cầu có cái của Út ở trong nhà vậy thôi. Dạ, nói chung Mạnh Thường Quân cũng là tiền làm ra cực khổ. Dạ, nó chứ sống bên Mỹ cũng bằng cực lắm. Út cũng biết cực lắm mới có đồng tiền, chứ không phải mà ở không mà có đồng tiền. Dạ, mà Út thấy cho Út về là cũng xứng đáng rồi, Út không có nghĩ gì nữa. Rồi thì sẵn đây con nói luôn là có một cô bảy ở Tây Ninh này nè, là đang chuẩn bị là ngày mai gửi cho Út 2 triệu mi là gửi qua bên con. Dạ. Rồi con sẽ đưa cho Út cảm ơn trước đi. Mình cảm ơn trước rồi mới nhận sau. Dạ, ngày mai chị gửi cho em 2 triệu, em cảm ơn chị nhiều. Chúc chị ngày vui vẻ nha. Hoàng ăn cho thiệt là phát đạt luôn, phát cho lên. Bây giờ em cũng dốt luôn, em không có biết chút làm sao hết trơn á, thì em nói vậy đó. Không, cái này cũng vừa nói chơi và cũng vừa nói thật là coi như là con thấy cái Mạnh Thường Quân này là cũng như là nói là chắc ăn lắm. Dạ. Thấy cổ cũng mới nói mình điện thoại đó, con nói để bữa nào cũng gửi về cho chú này cho Út 2 triệu. Thì mới nói đó thì bả điện cho chú thiện. Nói chung Mạnh Thường Quân thì nói chung nói thì người ta phải làm rồi chứ đâu có mà ấy được. Người ta chấp nhận ta cho Út là phải cho. Thôi thì cũng quay cái clip này của cô Út thì cũng chia sẻ lên tất cả những cái điều trong nhà gia đình của mình, và cái thứ hai nữa là nội thất trong gia đình, và một số lùm xùm về 100-mấy chục triệu của chim sâu là cô Út đã chia sẻ hết rồi. Rồi sẵn đây cuối clip cũng xin ổn cô Út ơi, còn có một số khán giả là bình luận vô là tài phẩm mình có đề cập là bên Phật Mẹ Quan Âm Út là gắn cái kiến á, nó có dính với cái gì hào quang sao, là khán giả nói là nên gắn cái đó. Số khán giả thì nói cái giá tiền là tầm khoảng 1 triệu gì đó. Đúng rồi, gắn hào quang đẹp lắm, đúng rồi, hào quang đấy rất là đẹp. Khán giả là nói là nên gắn để cho sạch, mẹ quan âm nó sạch sẽ này kia, không có bị dơ. Rồi thì cái này giờ nói từng khoảng triệu thì ông thắng từ từ Út lo là hành, chứ nhà thì nó đặng ngay Út không có tiền trong mình. Cái nào Út nói thiệt, ngày mai Út có rồi đó, ngày mai Út có rồi. Thì thế nhỉ. Và cả nhà ơi, hiện tại thì mình thấy á, cái mẹ quan âm á, để trên đó thì cũng rất là đẹp, nhưng mà không có đẹp lại như là cái hào quang ở phía sau nghe quý vị. Thì cũng bà con ơi, thì Út thì vợ chồng già cũng không có làm nên cái gì để ra tiền hết. Thì bây giờ thì bà con quý mình Thường Quân gửi cái gì Út nhận cái nấy, chứ không xin mà cũng không đòi hỏi nha quý vị. Thì ăn thua cái sự nhìn ngắm của quý vị, mà thấy cái nào đẹp đó thì góp ý cho bố và hỗ trợ thêm ha. Nghe nghe nè, đây nè, nó quậy nè. Nó bấm nó quậy đó, mẹ mất ăn.
mẹ mắt đang tâm sự với mấy chú hết chút. Dâu hay vậy không? Dạ, dạ con. Gái tôi. Dạ hả? Ừ. Em có Long hả? Chị. Chị Hai Long. Chị Hai Long. Chị con cút là mấy người con á cô? Tôi hả? À. Tới ba đứa nè. Ồ chị con cũng đông mà. Gái này gái nuôi thôi gái ruột. Quay tới giờ đâu biết đâu cô được mấy người con đâu, chỉ biết có Long không à. Dạ nó nói ruột từ nó chè với cái nuôi. À, à. Vậy. Luôn là không biết liền. Rồi cái biết nghe. Cái nuôi. Nuôi tới công chuyện nữa nó nghe. Ồ quá đẹp đó Long. Dạ anh Kiên nhận em nuôi không? Có chọn anh nào không? Trời ơi cái nuôi đẹp dữ vậy ta. Trời ơi. Con nó vô nó quậy mấy chú này cơ. À, thấy con. Quay. Ôi trời ơi, con máy móc. Con kẹo mút. Giỡn gì con? Cho. Chạy rồi. Vậy đấy. Con nó quậy giết rồi, nó quậy tới cái cỡ đó. Con kẹo không, con nó lấy cái lon đựng tàn thuốc mà dùng qua. Cái quậy dần dùng không đã, cái quậy mấy anh YouTube nữa. Có biết nó đâu. Rồi cái nó ở ngoài Tây Ninh nó quậy á. Rồi nên nó làm ngoài, rồi nó thấy là tức gì. Cái nó nói con không có cha, có mẹ mà con thấy Út với Mút hiền quá mà dễ thương, thôi cho nhận con làm cái nuôi đi, nó có chồng nó có đứa con rồi. Dạ. Ồ gì à? Hiện tại là Tây Ninh. Dạ, bây giờ nó về đây rồi, nó về trong Tân Hồng này nè, bên chồng nó Tân Hồng á. Rồi thất nghiệp nó chờ anh rồi thôi đi về đây. Nên bữa nào con nghe mẹ chơi, ở chuyện mẹ ngọt xớt luôn á, tội nghiệp. Dạ. Vậy ngày mai đi ra đi Út. Đó. Trời Phật ơi, con nói biết rồi nó không kìa. Siêu quậy. Mới nói cái sạc đó mà nói đầu hen. Bây giờ nó nhận con nuôi, nó con nuôi đó rồi nó kêu mẹ rồi ngọt xác vậy đó. Cái người đó có từng đến đây chưa? Chưa. Chưa. Chỉ thấy trong điện thoại vậy thôi đó. Trong Tân Hồng người chú con nè. Nó nói nó đâu trong đó đó. Con Tân Hồng nè. Ừ. Chừng bà con không? Hả? Chừng bà con à? Có, có bà con. Dạ. Yeah. Bà con đại mà của cái ông hồi xưa á. Nó được đứa con gái mà mới đầu thì chồng thôi, cái chồng bắt đứa con. Bắt đứa con cái giờ thấy bỏ con nó cù bơ cù bắp quá cái nó trở về. Yeah. Ủa là hiện tại giờ là về đây là ở với chồng à? Nó không có ở lại mà cũng không biết sao. À, là chỉ về đây một thôi đúng không? Về bắt lại đứa con thân yêu của mình đúng không? Nó quậy tạo xe nào mà chắc. Okay. Xin phép cho con nói cái nếu mà nó quậy quá ha, bà bàn giao cho chim sâu xử lý đó. Ngày mai ổng đi chợ mua cái chìa khóa nè. Dạ. Chứ sợ là tối. Rồi xong luôn, tới công chuyện. Nó quậy nữa đi. Chim vô rồi ha. Biếu liền.